Ê, xin chào cả nhà nhá. Ê ạ, hôm nay em phải lên một video phục vụ các bác nhá. Hôm nay thì rất là nhiều hàng đang nụ các bác nhá. Đây, phục vụ các bác này. Đầu tiên em lên với các bác là đùi gà các bác nhá. Đây là một giò đùi gà này ghép ở trên gỗ lũa các bác nhá. Rất là to luôn nhá. Đấy, rất là to này, rất là nhiều thân nụ chi chít luôn các bác này. Đó, cái giò này mà nở hoa thì rực rỡ lắm các bác ạ. Đây ạ, một giò nhá, rất là to nhá. Ghép lũa. Đùi gà hình số 32, 750.000 các bác nhá, 750.000. Rất là to luôn các bác nhá. Rất là nhiều thân hoa này, đếm không xuể luôn đấy. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Hình số 32, 750.000 đùi gà trọt các bác nhá. Đây ạ, tiếp theo vẫn là đùi gà tròn các bác nhá. Vẫn là ghép ở trên gỗ lũa này. Đấy, cái thế gỗ rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, rất là đẹp. Nhiều khi chơi hoa lan là chơi luôn lũa các bác nhá. Đùi gà tròn hình số 8, 250.000 đồng. 250.000 đồng các bác nhá. Rất là nhiều thân hoa này chi chít các bác nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 thân hoa các bác nhá. Mầm tơ thì đang lên chi chít này. Dòng này thuần rồi các bác nhá. Đấy, thuần rồi đây này, dễ bám trắng nhá. Hình số 8, 250.000 đồng. Đây ạ, tiếp theo em lên với các bác một số mã đùi gà tròn mà ghép ở trên chậu nhựa các bác nhá. Đây ạ. Đùi gà tròn mã số 6, 350.000 đồng. Đó, thuần hết rồi các bác nhá. Hàng này thuần hết rồi này. Nụ hoa thì chi chít nhá. Đó, cái này các bác mua về là được ngắm hoa luôn nhá. Đến tay các bác là nở hoa luôn đấy ạ. Có 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7. 7 thân hoa các bác nhá. Hình số 6, 350.000 đồng. Đây ạ, tiếp theo vẫn là đùi gà tròn các bác nhá. Đùi gà tròn hình số 7, 350.000 đồng. Rất là nhiều thân hoa các bác nhá. Nụ to này. Nụ này như con châu chấu rồi, về là nó nở ngay đấy. 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8 các bác nhá. 8 thân hoa nhá. Về các bác ơi, đến mùa hoa là được một giò hoa rực rỡ các bác ạ. Mầm tơ thì đang lên này, tua tủa luôn. Hình số 7, 350.000 đồng. Đùi gà tròn ạ. Tiếp theo đây vẫn là đùi gà tròn các bác nhá. Thuần trên trụ giớn này. Thuần lâu năm rồi các bác nhá. Hình số 11, 250.000 đồng. Này, những cái thân này là sang năm nó sẽ ra hoa các bác nhá. To mập này. Rất là to mập luôn nhá. Đó. Có 1, 2 này. 3 thân hoa các bác nhá. Giò này có 3 thân hoa. Hình số 11, 250.000 đồng. Xin giới thiệu đến các bác một số mã chuối ngọc nhá. Đây là chuối ngọc cũng đang nụ các bác nhá. Thân của nó khá dài này. Thân của nó dài khoảng tầm 60 cm các bác nhá. Cái thân dài nhất này khoảng tầm 60 cm này đang nụ chi chít đây các bác này. Đó, mỗi mắt của nó đều là mắt nụ nhá. Đấy, mắt nào mắt đấy nụ xuống tận dưới này này. Đấy. Chuối ngọc hình số 30, 150.000 đồng, 150.000 đồng. Hàng này là hàng ghép ổn định các bác nhá, chưa thuần ạ. 150.000 đồng. Mã số 30. Chuối ngọc mã số 31. Cái này cũng 150.000 đồng các bác nhá. Cái giò này thì nhiều thân hơn này. Đó. Đây là toàn bộ đang là nụ hoa đây các bác nhá, nụ hoa này. Đó. Hình số 31, 150.000 đồng. Chuối ngọc ạ. Xin giới thiệu đến các bác một số mã sơn thủy tiên nhá. Sơn thủy tiên bây giờ cũng đang nụ hoa rồi các bác ạ. Giò này rất là to này. Cũng được ghép chân gỗ lũa nhá. Giò này khá là nặng các bác nhá. Giò này thì ưu tiên chuyển xe cho các bác này. Vì là chuyển ship thì nó hơi nặng các bác ạ. Hình số 3, 750.000 đồng các bác nhá. 750.000 đồng. Rất là nhiều nụ hoa đây các bác nhá. Đó. Rất là nhiều nụ này. Hình số 3, 750.000 đồng. Sơn thủy tiên các bác nhá. Sơn thủy tiên đã thuần rồi đấy các bác này. Dễ bám trắng hết rồi nhá. Dễ bám trắng hết rồi. Đây ạ, tiếp theo vẫn là sơn thủy tiên các bác nhá. Vẫn là sơn thủy tiên này.
con thủy tiên này mã số 4, 220.000 đồng các bác nhá. Nụ này. Đó, nụ rất là nhiều này. Đấy. Thân nào thân đấy đang có nụ đây các bác nhá. Đấy. 3 4 cái nụ rồi đây này. Mã số 4, 220.000 đồng sơn thủy tiên các bác nhá. Thân nào thân đấy của nó rất là to này. Đây ạ, rất là to các bác nhá. Đấy, các bác thể có thể so sánh này. Ngón tay của em đây. Hình số 4, 220.000 đồng sơn thủy tiên, được phần trên chậu gỗ các bác nhá. Chậu gỗ. Tiếp theo đây vẫn là sơn thủy tiên các bác nhá. Vẫn là sơn thủy tiên này. Hình số 5, 220.000 đồng. Cái giò này cũng mụ không bác, nó bắt ra dài rồi các bác nhá. Đấy. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, giò này rất là nhiều nụ các bác nhá. Đã có 6 cái ngồng nụ ra như thế này. Đây ạ, 6 cái ngồng nụ như thế này các bác nhá. Đấy. Hình số 5, 220.000 đồng. Tiếp theo đây em có một giò u lồi duy nhất các bác nhá. Đang có nụ về cho bác chơi hoa này, được người dân thuần các bác nhá, thuần lâu năm rồi này. Đấy, được người dân thuần lâu năm và đang có nụ về cho các bác ngắm hoa này. U lồi hình số 9, 150.000 đồng. 150.000 đồng các bác nhá. 150.000 đồng, một giò duy nhất các bác nhá. Bác nào nhanh tay thì được nhá. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến các bác một mã lá kẻ này, tiểu kim long các bác nhá. Tiểu kim long lá kẻ này rất là đẹp nhá. Đấy, các bác về chơi thân lá thôi cũng đẹp. 150.000 các bác nhá. 150.000. Tiểu kim long các bác nhá. Tiểu kim long 150.000 đồng. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một số mã hạc vĩ nhá. Đây này, hạc vĩ được người dân thuần các bác nhá. Giò này hơi đặc biệt này, nụ của nó hơi xanh các bác nhá. Đây ạ, nụ của nó hơi xanh này. Toàn bộ thân hoa của nó là nụ của nó xanh các bác nhá. Đấy, các bác mua về để bắt mặt hoa này. Đây ạ. Đây nhá. Đấy. Toàn bộ của nó là nụ xanh. Hạc vĩ hình số 29, 250.000 đồng. Nó tỏa ra xung quanh rất là đẹp các bác nhá. Cái này về các bác treo lên lúc nó nở hoa đẹp lắm. Hình số 29, 250.000 đồng ạ. Tiếp theo đây là một giò hạc vĩ nhỏ các bác nhá, nhỏ xinh cho bác sưu tầm này. Cái này cũng thuần lâu năm rồi các bác nhá. Nụ rất là nhiều này, có 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6 thân hoa các bác nhá. 6 thân hoa đây ạ. Hình số 2, 150.000 đồng, 120.000 đồng ạ. 120.000 đồng các bác nhá. Hình số 2 hạc vĩ, 120.000 đồng. Đây, tiếp theo một giò hạc vĩ khủng các bác nhá. Vừa dài vừa to này. Đó, rất là đẹp nhá. Đây, các bác có thể so sánh với em này nhá. Giò này thân dài nhất của nó cũng vào tầm khoảng 1 mét các bác nhá. 1 mét ạ. Đây ạ, rất là nhiều thân nụ như này các bác nhá. Cái này là nó bị gập thân, nó bị gãy thân nhưng mà nó vẫn nở hoa bình thường các bác nhá. Nó sẽ đẩy mầm gốc mới này. Sau khi kết thúc mùa hoa, mầm gốc của nó sẽ đẩy lên các bác nhá. Về các bác thuần tiếp nhá. Cái này là ghép ổn định thôi ạ. Có rất là nhiều thân hoa các bác nhá. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thân hoa các bác nhé. 12 thân hoa này rất là dài nhé. Hạc vĩ hình số 1, 270.000 đồng ạ. Hình số 1, hạc vĩ 270.000 đồng các bác nhé. Rất là dài đấy ạ. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một số mã hoàng thảo vôi đang nụ các bác nhá. Đấy, chuẩn bị đến mùa hoa rồi, hoa nào cũng đang nụ luôn, các bác sưu tầm về để ngắm hoa nhá. Hình số 27, 180.000 đồng hoàng thảo vôi các bác nhá, đang nụ này. Đó, nụ rất là to luôn này. Về cho các bác ngắm hoa nhá. Hình số 27, 180.000 đồng. Tiếp theo đây vẫn là hoàng thảo vôi. Hình số 28, 180.000 đồng. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một số mã ngọc thạch các bác nhá. Hôm qua các bác ủng hộ em nhiều quá, hôm nay em lên tiếp, hôm nay em lên khá nhiều mã cho các bác lựa chọn nhá. Không, các bác này lên 2-3 giò các bác chốt mất thì các bác sau lại không được. Ngọc thạch 3 màu, mã số 25, 180.000 đồng.
rất là nhiều nụ các bác nhá. Mầm gốc thì đang lên này. Đấy, các bác mua về cái này là hàng ghép ổn định gốc, các bác về thuần tiếp nhá. Chơi hoa xong là các bác thuần tiếp này. Hình số 25 180.000 đồng. Tiếp theo đây là ngọc thạch 3 màu mã số 24 180.000 đồng các bác nhá. Cái này cũng ghép trong chậu nhựa. Đây ạ, mầm gốc này. Vừa tủa luôn hoa. Cái này có hai thân này là nụ nó xanh, chắc là ngọc thạch 2 màu các bác nhá. Có cả lẫn ngọc thạch 3 màu và ngọc thạch 2 màu. Hình số 24 180.000 đồng. Tiếp theo đây là ngọc thạch mã số 26 180.000 đồng. Đấy, em bán em ghép nó đều đều nhau nên em bán đồng giá các bác nhá. Hình 26 180.000 đồng. Tiếp theo đây là hình số 23 cũng 180.000 đồng các bác nhá. Cái giò này thì mầm gốc đang lên rất là đẹp này. Rất là đẹp luôn. Nụ thì chi chít luôn các bác nhá. Đây ạ, chi chít chi chít này. Hình số 23 180.000 đồng. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác là một mã kiều vàng các bác nhá. Hai mã kiều vàng này. Hình số 13 230.000 đồng. Toàn là thân lá thôi các bác, rất đẹp nhá. Cái này là thuần ở trên chậu dớn các bác nhá. Trên chậu dớn xong cho vào cái chậu nhựa này nhá. Hình số 13 230.000 đồng. Tiếp theo đây vẫn là kiều vàng các bác nhá. Hình số 12. Em xin lỗi các bác nhá, giò này là 250.000 đồng. 250.000 đồng nhá. Giò này là hình số 12, 230.000 đồng. Giò này thì có lẫn một khóm kiều vuông đây các nhá. Một khóm này kiều vuông này. Hình số 12, 230.000 đồng. Đây ạ, tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một số mã kiều vuông nhá. Rất là xinh này, cái giò này nó có một dề các bác nhá. Một dề này. Hàng này là hàng ghép ổn định các bác nhá. Đấy, nguyên một dề rất là xinh nhá, nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thôi, đang có nụ đây các bác nhá. Đấy, đây này, rất là nhiều nụ luôn. Hình số 19, 200.000 đồng. Kiều vuông các bác nhá, rất là đẹp này. Đó, chỉ cần chơi nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi các bác nhá, rất là đẹp. Hình số 19, 200.000 đồng, kiều vuông các bác nhá. Tiếp theo đây vẫn là kiều vuông các bác nhá. Giò này thì nhiều nụ hơn này, có 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 5 vòi nụ các bác nhá. Hình số 18, 250.000 đồng. 250.000 đồng. Tiếp theo đây là một giò ghép gỗ các bác nhá. Một giò ghép gỗ rất là đẹp này, rất là nhiều nụ này, có 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7. 7 cái nụ các bác nhá. Đó, có 2 dề thôi. Hình số 20, 250.000 đồng. Về các bác, cái này nó ra một chùm to lắm các bác, nở nó như cái là chùm lồng đèn ấy, rất là đẹp. Hình số 20, 250.000 đồng. Tiếp theo đây là ý thảo 3 màu các bác nhá. Ý thảo 3 màu khắc ngọc thạch 3 màu các bác nhá. Hình số 22, 180.000 đồng, ý thảo 3 màu ạ. Đây ạ. Cái này là nguyên một dề các bác nhá. Nguyên một dề này có 2, 3, 4, 5, 6 thân. 6 thân hoa nhá. Hình số 22, 180.000 đồng. Tiếp theo đây vẫn là ý thảo các bác nhá. Hình số 21 cũng 180.000 đồng. Đấy, rất là nhiều thân hoa này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân các bác nhá. 7 thân hoa, 7 thân đăng nụ này. Hình số 21, 180.000 đồng. Tiếp theo đây em có một mã kèn tím các bác nhá. Kèn tím Lai Châu này. Nụ tím lịm luôn các bác nhá. Tím lịm luôn. Có 3 thân hoa nhá. 3 thân hoa. Hình số 17, 250.000 đồng. Hình số 17, 250.000 đồng. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một số mã đuôi chồn nhá. Chồn hay còn gọi sóc ta này. Cái này cũng chuẩn bị vào mùa hoa các bác nhá. Hình số 15, 200.000 đồng. Được thuần trên chậu gỗ các bác nhá. Đây ạ, dễ này. Bám chắc lắm rồi. Thuần lâu năm rồi các bác nhá. Hình số 15, 200.000 đồng ạ.
Tiếp theo đây là vẫn là chồn ạ, vẫn là đuôi chồn, hình số 14, 200.000 đồng. Hình số 14, 200.000 đồng các bác nhá. Cũng được thuần trên chậu gỗ ạ. Đó. Rất là đẹp. Đây ạ, cuối cùng là em xin giới thiệu đến các bác một giò bạch nhạn nhá. Một giò bạch nhạn này được thuần trên trên gỗ ngứa các bác nhá. Đây ạ, trên gỗ và đặt vào chậu sứ nhá. Nó rễ của nó ra như thế này các bác nhá, dòng rễ gió nó ra được như thế này là nó thuần nhá, không cứ là phải bám vào trong này đâu các bác nhá. Hình số 16, 500.000 đồng các bác nhá, toàn là những cây nhạn to thôi. Rất là đẹp này. Đó, có 2 4 6 8 cây các bác nhá, 8 cây rất là đẹp nhá. Bạch nhạn các bác nhá, hình số 16, 500.000 đồng. Vậy hôm nay em có một số mặt hàng lên giới thiệu với các bác. À, như vậy, mong các bác xem video và ủng hộ nhà em á. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.